Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tít TV. Hôm nay thì trong cái phần bài tập đầu tiên trong cái chương trình học mỹ thuật online này thì mình cũng giới thiệu cho các bạn về cái cách dựng hình và cái cơ bản của cái bộ luật phối cảnh nhé. Thì nhìn chung cơ bản thì bộ luật phối cảnh thì nó ra đời vào những cái thế kỷ thứ thứ năm hoặc thứ tư thứ năm đấy. Thì đây là cái thời kỳ phục hưng, cái thời kỳ hưng thịnh nhất của một cái nền hội họa hiện thực, mà tiêu biểu nhất đó là họa sĩ Leonardo da Vinci. Thì trong cái giai đoạn này thì ông đã áp dụng cái luật sa gần hay là luật phối cảnh thì rất là thành công, và cho đến ngày nay thì nền hội họa trên thế giới thì vẫn ứng dụng cái bộ luật sa gần này. Về cơ bản thì luật sa gần này thì nó có những cái cách nhìn khác nhau, ví dụ như là nhìn ở diện 2D, hay là còn gọi là ở dạng hình, hai là nhìn ở dạng khối, ví dụ hình của chúng ta ấy, thì thường thường là chúng ta có những cái hình như là hình vuông, hình tròn và hình tam giác. Thế trong cái bài này ấy, thì để mà dựng được các hình cơ bản này ấy, thì chúng ta cũng cần nắm được một số những cái vấn đề. Cái thứ nhất là vấn đề về nét. Chẳng hạn khi mà chúng ta dùng nét mà chúng ta vẽ bất kỳ một hình gì thì chúng ta có rất là nhiều cách để đi nét. Chẳng hạn như đây là đi nét thẳng. Đấy, đi nét thẳng và di đi di lại nhiều lần để tạo ra một nét. Đấy. Thế thì nó có nét, ngoài nét dọc ra thì nó còn có nét ngang. Đấy. Nét ngang và nét dọc. Thế thì để mà dựng được một cái hình hộp, hình chữ nhật hoặc là hình vuông thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải dùng nét. Đấy. Ở đây thì khi mà mình dùng nét dọc ấy thì thường thường là mình sẽ giữ nguyên cái cổ tay này. Đấy. Và cử động bằng các đầu ngón tay để tạo ra nét dọc. Đấy. Thế còn đi khi mà đi nét ngang ấy thì chúng ta thấy là thì mình di cả cái bàn tay để tạo ra nét ngang nhé. Đấy. Thế vậy cái phương pháp để tạo ra một nét thì nó có rất là nhiều những cái đặc điểm. Và dần dần thì dần dần mà khi mà chúng ta làm quen rồi thì chúng ta sẽ thành thạo rồi, chúng ta sẽ vẽ nó dễ hơn. Ở đây hình hình thì nó có hình vuông này, hai là hình chữ nhật này. Chúng ta có thể dựng hình bằng một nét, ví dụ một nét này. Đấy. Một nét này. Đấy. Thường thường thì những cái nét ngắn ấy, thì chúng ta cũng chỉ cần đi một nét thôi. Đấy. Thế còn nét dài thì chúng ta nên đi nhiều nét để cho nó rõ ràng hơn. Hình tiếp theo đó là hình tam giác. Đấy. Hình tam giác. Và thứ tư nữa là hình tròn. Hình tròn. Thế hình tròn này ấy, thì thường thường nó khi mà vẽ để mà xác định được nó tròn hẳn ấy thì chúng ta nên sử dụng đó là hình tròn này khi mà chúng ta phác, bao giờ chúng ta cũng phác hình vuông trước, sau đó là chúng ta mới vẽ đến hình tròn. Nhưng ở đây thì mình cũng giới thiệu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái hình 2D này về cái dạng đó là nhìn theo luật sa gần, nhìn theo luật sa gần. Ví dụ ở đây là thầy có một cái cạnh của hình vuông. Vậy cái cạnh hình vuông này thì nó có hai điểm như này. Thì ở đây thì luật sa gần, trong luật sa gần thì nó có một cái điểm tụ, có nghĩa là những cái đồ vật ở gần nó giống nhau nhé. Ví dụ như là những cái dây tàu điện này, hoặc là những cái hàng cột này, những cái đồ vật giống nhau, những đồ vật ở gần, tất cả những cái gì giống nhau và những đồ vật ở gần thì bao giờ nó cũng to, rõ ràng hơn. Còn những vật ở xa thì nó nhỏ và nó mờ hơn. Càng về xa thì nó lại càng tụ tại một điểm. Đó, người ta gọi đó là điểm tụ. Và ở đây thì mình cũng có một cái điểm tụ này các bạn. Đấy, có nghĩa là điểm tụ này có thể nếu chúng ta nhìn từ trên xuống thì chúng ta sẽ thấy là cái điểm tụ này nó cao hơn hình. Nếu chúng ta nhìn ở dưới lên thì cái điểm tụ nó sẽ ở đây.
bên dưới này, thấp hơn hình. Thế bây giờ chúng ta có điểm tụ đây rồi và chúng ta có một cái cạnh của hình hình vuông đây rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ gióng cái điểm tụ này về gióng cái cạnh này. Hai điểm của cái cạnh hình vuông này gióng về điểm tụ. Đấy. Thì có nghĩa là cái cạnh này càng về xa, ở đây chúng ta có hai cạnh bằng nhau. Đấy, hai cạnh dọc bằng nhau. Thì càng về xa nó lại càng nhỏ và mờ hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái cạnh dọc tiếp theo. Đấy. Đấy. À, cạnh ngang bên trên và cạnh ngang bên dưới. Thì chúng ta đương nhiên chúng ta có một cái hình, đó là hình vuông nhìn theo chiều luật xa gần các bạn nhé. Đấy. Thế bây giờ đến cái hình chữ nhật này. Thì ở đây hình chữ nhật của chúng ta cũng có một cạnh là hai cạnh dọc. Đấy, hai cạnh dọc. Thế bây giờ thì chúng ta lại đi đến cái đường này. Thì nhìn nhìn ở một diện nhé, diện dọc và diện ngang này, thì cái cạnh chiều ngang nó rộng hơn, nó dài hơn so với chiều cao. Bây giờ thì nhưng mà nhìn mà về luật phối cảnh xa gần thì cái cạnh này nó lại không rộng hơn được, bởi vì nó nhìn nó diện của nó là diện nghiêng mà. Đấy. Cho nên là càng về xa nó càng hút rồi. Hút rồi. Đấy. Thế đây chính là gọi là luật xa gần các bạn nhé, luật xa gần của cái hình chữ nhật. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm đến hình tròn nhé. Đấy, hình tròn. Rồi trong hình tròn này, nguyên lý để tạo ra hình tròn thì chúng ta sẽ có một cái hình vuông này. Sau đó là chúng ta sẽ có những cái cạnh chéo. Đấy, cạnh chéo này để chúng ta xác định được là cái mỗi cạnh của hình tròn ấy nó phải tròn đều bằng nhau. Giờ thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hình vuông. Thế thì muốn vẽ được hình tròn nhìn theo diện xa gần ấy thì chúng ta phải vẽ, đầu tiên chúng ta vẽ được hình vuông đã, nhìn theo luật xa gần. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ hai đường chéo. Tiếp theo chúng ta vẽ đường gióng dọc xuống qua tâm, và cuối cùng thì chúng ta sẽ vẽ đường gióng ngang. Đường gióng ngang này thì nó sẽ chạy từ cái điểm tụ này chạy qua tâm này. Đấy. Thì nó sẽ được đường gióng ngang nhé. Giờ thì chúng ta sẽ tạo ra cái diện. Đương nhiên ấy, cái cạnh này của hình tròn nó sẽ là bằng nhau rồi. Tuy nhiên thì ở mỗi một góc độ thì nó lại có cái nhìn về hình tròn khác nhau các bạn nhé. Cho nên ở đây nó sẽ không phải là tròn hẳn giống như là compa chúng ta quay. Đấy. Thế là nhìn khi diện này thì chúng ta đương nhiên là chúng ta sẽ tạo ra được một cái hình tròn nhìn theo chiều nghiêng luật xa gần, đúng không? Ví dụ như ở đây thì thầy có điểm A, điểm B. Đây là A này, B này, C này. Giờ thầy muốn tìm điểm C thì giờ thầy sẽ nối từ cái điểm tụ này về cái điểm B này. Nha, nối từ điểm tụ về điểm B. Đấy. Thế đây thầy có điểm B và điểm A này. Giờ thì là đây là cái điểm gì? Điểm C. Đấy. Thế vậy hình tam giác của chúng ta thì cũng nhìn theo cái chiều xa gần như cũng như vậy. Để chúng ta cứ thế chúng ta áp dụng nhé. Giờ chúng ta chuyển sang hình khối. Hình khối. Trong hình khối thì về cơ bản thì chúng ta sẽ có những cái hình, đầu tiên thì chúng ta cũng có sẽ có những cái hình vuông này, hình tròn và hình chữ nhật, hình tam giác. Ví dụ ở đây thì thầy có một cái hình khối là khối vuông. Hình vuông đã. Giờ chúng ta muốn vẽ hình khối này lên thì chúng ta sẽ lấy cái điểm tụ, từ điểm tụ này chúng ta nối chúng về các cạnh của hình vuông, nối về các cạnh của hình vuông. Nối về các cạnh hình vuông. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái gì? Đó, chúng ta sẽ lấy cái đường cắt ngang. Đường cắt ngang này thì nó song song với đường chân trời nhá. Đây nó có một cái đường chân. Và đường cắt dọc, này thì nó sẽ vuông với lại mặt đất. Được chưa? Đấy, thì và các đường dọc này nó phải song song được với nhau. Đấy, song song với nhau.
Vậy chúng ta đã được một cái hình khối, khối này là khối vuông, khối vuông. Dựa trên hình khối vuông này thì nó cũng thể chúng ta cũng có thể thể hiện luôn được cái đường tròn. À, ví dụ đường hình tròn đó. Muốn vẽ được hình tròn trên này thì chúng ta cũng áp dụng như bài tập hình. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có một cái đường tròn này. Đấy, tròn đây. Giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái hình khối trụ. À, như vậy muốn vẽ được hình tròn, được không? Muốn vẽ hình tròn thì đương nhiên chúng ta phải vẽ được hình vuông. À, nhìn theo chiều lọt xa gần. Giờ chúng ta sẽ vẽ đến khối trụ thì đương nhiên chỗ này chúng ta nó có hai cái điểm điểm tiếp giáp. Đấy, thì chúng ta gióng xuống. À, gióng xuống. Được. Như vậy ở đây nó là một cái đường tròn thì ở đây ở bên diện dưới này. Ở dưới này. Thì cái hình vuông của chúng ta nó cũng có dạng như thế này. Đấy. Sau khi có được hình vuông rồi thì chúng ta sẽ vẽ đến hình tròn ở bên dưới. Như vậy khối trụ của chúng ta thì nó sẽ ăn từ đây. Ăn ra đây. Đấy. Đây chính là khối trụ các bạn nhé. Đấy. Còn đằng sau này nó sẽ mờ mờ thôi, vì là nó bị khuất mà. Đấy. Thế này, đây chính là một cái phương pháp cơ bản để chúng ta vẽ được hình hộp vuông, hình khối vuông và hình khối trụ. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái hình nữa, đó là hình tam giác và hình tròn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hình tam giác, ví dụ đây. Tam giác này thì thể hiện cho khác đi một chút. Giờ chúng ta sẽ nối những cái điểm của hình tam giác này về điểm tụ. Tam giác về điểm tụ. Rồi. Những cạnh A, B, C này thì nó sẽ có những cái cạnh song song với nó. Đấy, song song với cạnh A, B, C nhé. Đấy. Đấy. Giờ chúng ta sẽ có một cái khối trụ, khối tròn. Ở đây nó sẽ có một điểm, chúng ta sẽ nối cái điểm nó về 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 cái điểm mà điểm tụ này. Đây, nối về điểm tụ. Thế đây chúng ta sẽ có một cái hình tròn tương tự. Những cái hình tròn ở xa này thì nó sẽ bé hơn so với hình tròn ở gần. À, chiều cao của nó sẽ nằm ở hai điểm trên cái đường trục này. Đấy, sau đó chúng ta nối vào đây. Đấy. Vậy chúng ta đã được một cái khối trụ tròn. Đó. Trong cái bài 1 này thì thầy cũng giao bài tập luôn cho các em, đó là các em hãy về tự vẽ những cái đồ vật trong gia đình của mình. Ví dụ như là cái bát, cái đĩa, cái ấm chén, thậm chí cái bàn, cái ghế, và phức tạp hơn là cái bàn, cái ghế nha. Sau khi làm bài tập rồi thì các em sẽ gửi đến cái trang Facebook của thầy. À, Nguyễn Kiên, thầy để trên màn hình này. Và trong mỗi một tuần thì các em hãy thực hành cho thầy
2 đến 3 bài, thậm chí nếu mà có thời gian chúng ta có thể làm càng nhiều càng tốt nhé. Bất kỳ khi nào các em gửi bài đến cho thầy thì thầy sẽ nhận xét cho bài các em. Cuối cùng xin chào các em, hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.